Kính thưa quý vị, báo chí luôn là công cụ đắc lực để tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối của Đảng và là vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại cái xấu. Trong giai đoạn hiện nay, báo chí còn có sứ mệnh quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong những năm qua ở nước ta, các cơ quan báo chí không ngừng phát triển, đội ngũ nhà báo cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt những yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra. Năm 2022, cả nước có 127 cơ quan báo, 670 cơ quan tạp chí, 72 cơ quan đài phát thanh và truyền hình, với tổng số lao động trong các cơ quan báo chí là hơn 41.000 người. Trong những năm qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và thể chế hóa chủ trương, định hướng, xác định hệ thống các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong đó, nhấn mạnh và chỉ rõ trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam với chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp của Đảng, đất nước và dân tộc. Chính là phương tiện quan trọng tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới đã nêu rõ: phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch. Các cơ quan báo chí trong cả nước nói chung và các cơ quan báo chí ở Tây Ninh nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, đã quán triệt thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. Trong đó, thông tin tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được quan tâm. Cùng với đó, các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin tuyên truyền về lý luận chính trị, khẳng định tính đúng đắn khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được những thành tựu như hiện nay. Báo chí đồng thời có nhiều chương trình bài viết về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, gắn tuyên truyền phòng chống tham nhũng với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Cái việc đấu tranh là phải phục vụ cho cái mục tiêu đó là xây, cho cái nhiệm vụ chính đó là xây. Cho nên là ở đây nó có hai cái lĩnh vực có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, đó là xây và chống, đó là bảo vệ và đấu tranh, đó là khẳng định và phản bác. Thì chúng ta phải lấy xây, lấy bảo vệ, lấy khẳng định làm chính, khẳng định được cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam, đối với xã hội Việt Nam, đối với nhân dân Việt Nam. Đó là một chân lý, đó là sự lựa chọn duy nhất đúng và nó luôn luôn đúng. Và cũng để cho bạn bè khắp nơi trên thế giới hiểu rằng là ở Việt Nam chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và không chấp nhận đa nguyên đa đảng, không chấp nhận đa nguyên về chính trị, không chấp nhận các cái thế lực khác, và điều đó chính là chân lý. Báo chí cách mạng nước ta đã đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực sự là vũ khí sắc bén trong lĩnh vực này, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tình yêu quê hương đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí đã chủ động phê phán, phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc về tình hình đất nước cũng như các chiến lược kế hoạch chính sách phát triển đất nước, chỉ rõ vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo kích động người dân tụ tập khiếu kiện đông người.
một số tạp chí cùng các cơ quan báo chính trị chủ lực và một số báo thuộc bộ ngành, tổ chức xã hội đã tập trung luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, khẳng định những chính sách nhân văn, có lý, có tình, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền con người của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước ta. Vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội, báo chí nước ngoài để gây nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Phân tích, chứng minh và khẳng định cơ sở pháp luật đúng đắn của Việt Nam, một quốc gia có chủ quyền, trong việc khởi tố, bắt tạm giam, xét xử một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Với nội dung phong phú, phân tích, lập luận sắc bén, dẫn chứng, số liệu cụ thể, thuyết phục, các bài viết trên báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch đã tạo hiệu ứng tốt trong thông tin tuyên truyền, được cán bộ, đảng viên và quần chúng đông đảo nhân dân đón nhận, lan tỏa. Thì vai trò báo chí là cực kỳ quan trọng. Báo chí mà quyền lực thứ tư định hướng, giải thích cho dư luận, cái này quan trọng lắm. Cho nên tôi thấy rằng báo chí cần phải có những cái bài, những phóng sự, những cái bài viết thật là sắc sảo, những cái tin, những cái hình ảnh phản ánh được sự sôi động, hiệu quả của công cuộc đổi mới của chúng ta trong thời gian vừa qua. Những tấm gương người tốt việc tốt cần phải được nhân rộng. Những cái mô hình đấu tranh có hiệu quả trong cái công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và phản bác quan điểm sai trái, thù địch thì cần phải được nhân rộng, phải lan tỏa ra. Thì tôi thấy rằng nếu hình ảnh của đất nước, sự đổi mới của đất nước, sự thành công của đất nước qua các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh lên, thì người ta cũng nhìn đất nước chúng ta khác đi. Phương tiện thông tin đại chúng có vai trò rất đặc biệt trong cái công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Trong đó báo chí, đài phát thanh truyền hình, báo chí, các cái trang mạng, báo xã hội, tất cả các loại, thì tôi thấy rằng cần phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh này lên. Tại Tây Ninh, đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã mở các chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng trong cuộc sống, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2, tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của đài về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Báo Tây Ninh mở chuyên mục xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo in, báo điện tử, duy trì đều đặn với nhiều bài viết có sự tham gia của các chuyên gia, phóng viên, cộng tác viên, tạo ra các diễn đàn sinh hoạt tư tưởng, đấu tranh tư tưởng, phát hiện, nhận diện những dấu hiệu lợi dụng, suy diễn, quy chụp, chống phá, đưa ra các nhiệm vụ về công tác tư tưởng cần phải thực hiện đối với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng không ít khó khăn thử thách. Các thế lực thù địch phản động cơ hội tiếp tục gia tăng chống phá, lợi dụng sự phát triển của Internet, mạng xã hội để có những hoạt động tinh vi xảo quyệt hơn. Điều này đặt ra những yêu cầu mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, trong đó có nhiệm vụ giải pháp về công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí. Để phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền về mảng đề tài quan trọng này, hệ thống báo chí nước ta cũng như đội ngũ nhà báo cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy vai trò là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà báo và các cơ quan báo chí thực sự vững mạnh. Chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.